dương đại đạo chỉ bày nhân loại nhận ra chân thật tính. Pháp Phật nhiệm màu khai thị chúng sinh ngộ được Bồ Đề tâm. Chùa Hoằng Pháp, một địa danh tâm linh nổi tiếng tại Việt Nam, tọa lạc tại huyện Hóc Môn, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 20 km. Năm 1957, Hòa thượng Ngộ Chân Tử sáng lập chùa Hoằng Pháp. Năm 1988, Thượng tọa Thích Chân Tính là người kế nhiệm trụ trì. Là một bậc danh tăng thời hiện đại, trên 45 năm kinh nghiệm tu học, công phu miên mật, giới luật nghiêm trì, mang trong mình hoài bão Hoằng Pháp lợi sinh. Thầy đã cùng chư vị đệ tử tổ chức các khóa tu, các hoạt động ấn hành kinh sách băng đĩa, đem lại sự thành công lớn và gây tiếng vang trong Phật giáo Việt Nam cũng như hải ngoại. Chùa Hoằng Pháp là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng với nội dung buổi lễ mang những dấu ấn riêng. Đêm hoa đăng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, 17 tháng 11 âm lịch, với ánh nến lung linh huyền ảo. Đại lễ Phật đản 15 tháng 4 âm lịch, trang nghiêm thành kính khi nhớ đến ngày đản sinh Đức Phật Bổn Sư. Lễ giỗ tổ 16 tháng 10 âm lịch, trong tinh thần hoài niệm với những nghĩa cử tri ân và báo ân cao đẹp trong tình thầy trò ấm áp. Lễ Vu Lan báo hiếu 15 tháng 7 âm lịch, đầy cảm động, cơ hội để những người con Phật nhớ đến ân nghĩa sinh thành. Lễ tri ân đệ tử mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Lễ cầu an đầu năm 15 tháng Giêng âm lịch được duy trì để giữ vững truyền thống đến chùa đầu năm của người Việt. Lễ quy y Tam Bảo được tổ chức một năm 3 lần, tạo điều kiện cho quý thiện nam tín nữ quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng và trở thành Phật tử. Ngoài ra, những khóa tu dành cho mọi đối tượng phù hợp theo từng độ tuổi được chùa thường xuyên tổ chức với quy mô lớn tại mỗi thời điểm trong năm. Ngày tu niệm Phật diễn ra vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng, thu hút hàng ngàn người tham dự. Chương trình tu học phù hợp với số đông, không giới hạn số lượng và đối tượng. Khóa tu Phật Thất diễn ra trong 7 ngày cho những người chuyên tu tịnh độ có cơ hội về chùa cộng trú tu tập. Khóa tu mùa hè diễn ra trong 7 ngày với những chương trình tu học bổ ích, giàu tính giáo dục, được thiết kế dành riêng cho các bạn trẻ. Khóa tu thiếu nhi, nơi gieo duyên cho các em nhỏ đến chùa
với những bài học đạo đức căn bản. Khóa tu xuất gia gieo duyên cho các em thiếu nhi, tạo điều kiện cho các em nhỏ gieo duyên với Phật Pháp, học tập những điều bổ ích. Ngày tu sinh viên hướng về Phật Pháp, nơi giao lưu, học hỏi và chia sẻ Phật Pháp dành riêng cho các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, không thể không kể đến các chương trình Phật Pháp ứng dụng tiêu biểu như Phật Pháp nhiệm màu, là câu chuyện của những mảnh đời cảm nhận được sự vi diệu của Phật Pháp. Hoa mặt trời, gương sáng những Phật tử thành công và tỏa sáng nhờ vận dụng giáo pháp. Ánh sáng Phật Pháp, trả lời những thắc mắc của Phật tử các nơi, những hiện trạng chung và những sai lầm thường mắc phải. Phật học thường thức, giảng dạy giáo lý căn bản cho người Phật tử. Các chương trình ca nhạc Phật Pháp tiêu biểu như Diệu Âm Hoằng Pháp, Đêm Vui Trung Thu, Mùa Xuân Hoằng Pháp, vân vân, được tổ chức hàng năm, đưa lời Phật dạy qua lời ca tiếng hát đến với mọi người. Nhằm góp phần trong công tác giáo dục tăng ni, chùa thành lập quỹ đào tạo tăng tài ngộ chân tử, hỗ trợ kinh phí cho các trường Phật học trong cả nước. Đối với công tác xã hội, chùa xây dựng quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ để hàng năm giúp đỡ cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Các hoạt động từ thiện, phóng sinh cũng được chùa chú trọng thực hiện định kỳ. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần cho Phật tử, chùa Hoằng Pháp còn là môi trường rèn luyện đào tạo tăng tài, đội ngũ tăng sĩ trẻ được trao dồi đạo đức và trí tuệ, trở thành những người có khả năng kế thừa, đảm nhiệm việc tổ chức các công tác Phật sự. Hiện nay, có gần 100 vị tăng và hơn 200 cư sĩ Phật tử đang tu học tại chùa Hoằng Pháp. Nơi đây được xem là đại bản sơn của tông phong Hoằng Pháp và hơn 30 chi nhánh trực thuộc trong và ngoài nước. Chùa Hòa Phúc, Hà Nội. Chùa Diên Quang, Bắc Ninh. Chùa Tiêu Dao, Quảng Ninh. Chùa Tây Khánh, Thái Bình. Chùa Đống Cao, Thanh Hóa. Chùa Càng Môn, Nghệ An. Chùa Cổ Am, Nghệ An. Chùa Phúc Lạc, Nghệ An.
chùa Giai Lam, Hà Tĩnh, chùa Tân Tây, Thiện Pháp, Quảng Nam, chùa An Sơn, Quảng Ngãi, chùa Mỹ Long, Quảng Ngãi, chùa Hồng Pháp, Bình Thuận, chùa Đắc Pháp, Đắk Nông, chùa Pháp Viên, Đắk Nông, chùa Quảng An, Bình Phước, chùa Pháp Hòa, Bình Phước, chùa Đăng Pháp, Bình Phước, chùa Hưng Pháp, Đồng Nai, chùa Nhất Pháp, Đồng Nai, chùa Bảo Quang, Đồng Nai, chùa Suối Pháp, Tây Ninh, chùa Tây Pháp, Tây Ninh, chùa Quốc Thới, Bến Tre, chùa Trường Pháp, Hậu Giang, chùa Hoằng Pháp, Úc Châu, Tu Viện Hạnh Phúc, Hoa Kỳ, chùa Hoằng Pháp, Campuchia. Bên cạnh đó, còn nhiều chi nhánh trong và ngoài nước đang trong quá trình xây dựng. Chùa Hoằng Pháp với tổng diện tích 2,5 hectare, bao gồm chánh điện, tòa nhà Pháp Luân, các khu giảng đường, tháp tổ, tăng xá, trai đường, nhà bếp. Các công trình đã đáp ứng đầy đủ nơi ăn ở, phục vụ cho nhu cầu tu học của chư tăng Phật tử và công cuộc hoằng dương chánh pháp. Chùa Hoằng Pháp là điểm đến tâm linh cho các hành giả tu học cũng như khách tham quan thập phương. Ngôi chùa Hoằng Pháp uy linh, mái cong ngói đỏ đậm tình quê hương. Chuông chiều mò sớm du dương, lời kinh tiếng Pháp chỉ đường tu thân.